Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần, một ngày chủ nhật, một ngày 28 tháng 4, trước một kỳ nghỉ lễ. Thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng tất cả anh chị nhà đầu tư mình phân tích về những vận động của thị trường, một cái kịch bản nào cho VN Index trong một cái tuần vận động tiếp theo sau những ngày nghỉ lễ tương đối dài ở trong thời gian tới, và đặc biệt là với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang diễn biến như thế nào, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền, thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sau tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đầu tiên anh chị mình cũng sẽ thấy là gì? Một cái tuần vừa rồi chính là một cái tuần cầm máu và hồi phục trở lại của thị trường chung. Thì cái biên độ mà thị trường hồi phục thì anh chị mình cũng thấy được đâu đó rơi vào khoảng tầm 40 điểm của thị trường. Từ những cái vùng đáy thấp nhất của thị trường là quanh vùng 1.165 điểm đến cái biên độ cao nhất trong cái phiên ngày 16 á là 1.216 điểm. Thì với những cái trạng thái hồi phục trở lại của thị trường thì với như góc nhìn của anh em mình đã đưa ra cho chị mình rất kỹ trong những cái buổi video của những cái buổi vừa rồi, chính là những cái nhịp mà thị trường sẽ bật hồi phục trở lại và những cái cơ hội của anh chị mình sẽ đánh những cổ phiếu kênh trên ở những giai đoạn trước lễ, và cái vùng target mà em đưa ra cho anh chị mình về những cái nhịp mà thị trường hồi phục sẽ quanh cái vùng biên 1.220, và hơn xấu vừa rồi nó cũng chỉ đâu đó là quanh cái vùng biên 1.120, 1.220. Thì đó là những cơ hội tốt nhất, một cái trạng thái hồi phục hay một cái hiệu ứng về cái quả bóng tennis khi mà nó rơi từ một cái tầng 10, nó rơi xuống cái tầng trệt thì chí ít đâu đó sẽ bật lại tầng 4, tầng 5. Thì anh chị mình nên tận dụng những cái trạng thái hồi phục kỹ thuật trở lại của thị trường chung ở đây nè. Để làm gì? Thứ nhất, mình cơ cấu đi những cổ phiếu yếu, những cổ phiếu vi phạm, những cổ phiếu mà chị mình thua lỗ, những cổ phiếu mà biên giảm nó quá lớn 15-20% ở trong giai đoạn vừa qua. Thì đối với em đó không phải là những cổ phiếu anh chị mình nên nắm giữ lại trong danh mục mình ở thời điểm này. Cái thứ hai là nếu như chị mình mua mới, mình giải ngân mới thì không phải cổ phiếu nào anh chị mình cũng nên mua, tại vì thị trường nó chưa bắt vào cái trend tăng trở lại. Cho nên vì thế những cái chiến lược mà anh chị mình muốn mua mới, em và hệ thống khách hàng bên mình đã đưa ra, vạch ra một cái lộ trình, một cái chiến lược giải ngân cho anh chị mình rất chi tiết, là tập trung vào đánh những cổ phiếu kênh trên. Những cổ phiếu giai đoạn vừa rồi anh chị mình thấy thị trường giảm hơn 100 điểm, nó không giảm, nó giữ giá tốt, thì ở đây là dòng tiền của tổ chức họ đợi giá. Ví dụ như những cổ phiếu như FPT, em đã phân tích với chị mình rất kỹ về những cái cơ hội. Và khi mà anh chị mình làm một cái bài toán so sánh á, có bao giờ anh chị mình đặt một câu hỏi tại sao thị trường này giảm 100 điểm nhưng FPT nó vẫn giữ quanh cái vùng giá, quanh cái vùng nền? Hoặc những cổ phiếu như là MWG, là đây là hai cổ phiếu kinh điển mà em chia sẻ cho anh chị mình về những cái cơ hội trong những cái tuần vừa rồi. Đấy, đặc biệt anh chị mình thấy không, thị trường giảm ít giảm thị trường chung, nhưng mà khi thị trường đi lên là những cổ phiếu mà nó bật tăng đầu tiên. FPT cũng tương tự như thế, liên tục là những cái trạng thái đi lên. Một cổ phiếu như FPT mà anh chị mình thấy không, nó giữ giá tốt, và sau đó thị trường hồi nó có một cái phiên xác nhận một cái dòng tiền đâu đó khoảng 1.200 tỷ đổ vào đánh khoảng 10 triệu cổ phiếu FPT. Thế đây rõ ràng là một cái dòng tiền của tổ chức, trong lúc đại đa số tâm lý anh chị nhà đầu tư mình trong một cái tuần rồi với những cái phiên mà gọi là gì, những cái phiên mà ép bán, thì đa số như anh chị mình rất dễ cắt những cổ phiếu mà mình cầm ra ngay đấy. Giai đoạn đầu mình không xử lý sớm thì kiểu gì anh chị mình cũng bán muộn, mà bán muộn lúc tâm lý hoảng loạn thì thường là những cái vùng giá đấy, sau đó thị trường nó bật hồi phục đi lên trở lại, tâm lý nhà đầu tư sẽ không dám mua. Cho nên thường những cái xác nhận dòng tiền như thế này nè, biên độ tăng trần thường là dòng tiền của tổ chức. Vì sao mà em lại nói như thế? Tại vì anh chị nào có mua cái cây bùng nổ của FPT đi, em cho là anh chị mình mua giá trần luôn, thì hàng T cộng 2 về cây ngày 16 mọi người vẫn có lại, thì nó không thể hiện đây là một phiên bull trap hoặc là một phiên lừa đảo. Mọi người lưu ý á, đấy, nó thể hiện cho đây là một phiên xác nhận dòng tiền đi vào. Thì mọi người trong tuần này mình có cầm nắm những cổ phiếu FPT hoặc là anh chị mình giải ngân FPT thì đây chính là đúng một cái điểm mua đầu tiên. Và bắt đầu sau giai đoạn của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì mọi người lưu ý là bắt đầu thứ năm của tuần sau chúng ta mới bắt đầu giao dịch trở lại, và giao dịch 2 ngày thứ năm và thứ sáu. Thì góc nhìn của em sau lễ em sẽ tiếp tục tìm cho anh chị mình một cái điểm mua số 2 sau cái quá trình mà nó test lại. Mọi người lưu ý nhé, nó sẽ tạo cho anh chị một điểm mua số 2, và kịch bản này chúng ta đã từng thấy xuất hiện ở những cổ phiếu như là DGC trong giai đoạn ở đây. Mọi người thấy không, trong giai đoạn của năm 2021 á, thì cái điểm số 1 anh chị mình có không mua được thì mình nên tập trung canh những cái điểm mua số 2 khi mà bắt đầu nó quay trở lại. Đặc biệt là em tập trung cho anh chị mình đánh ở trong những cái thời điểm này
là phải tập trung đánh vào những con kênh trên, đừng đánh những con cổ phiếu kênh dưới, đừng đánh vào những con cổ phiếu mà trong giá nó rẻ thì nó sẽ càng có một cái giá nó rẻ hơn anh chị nhé. Đấy, ví dụ anh chị mình thấy ở đây nè, đây những cái cây mà xác nhận dòng tiền của những cổ phiếu, ví dụ như FPT này, tương tự với cái phiên vận động vừa rồi đúng không? Ở đây thị trường nó, ở đây anh chị, thị trường nó không có nhịp giảm lớn nè, những cổ phiếu như DGC nó không có giảm nhiều, một cái phiên sau đó xác nhận dòng tiền tiếp tục nè, và trước đó nó vẫn là những phiên xác nhận dòng tiền nè, và nó thể hiện cho những con này là cổ phiếu kênh trên và dòng tiền tổ chức họ không phân phối ra, họ không khoét ra thì nó vẫn còn nằm bên trong cổ phiếu, thể hiện rất rõ là thị trường chỉnh, nó rũ kiệt về thanh khoản, sau đó dòng tiền xác nhận đi vào. Cho nên những cái điểm trong tuần sau mà kỳ sau kỳ nghỉ lễ mà những cái điểm mà em nói chuyện nó quay về nó test lại thì đó những cái cơ hội cho anh chị mình canh mua hơn là mình canh bán với những cổ phiếu như là FPT như anh chị nha, một cái điểm test lại là cực kỳ tốt để cho anh chị mình canh đấy. Cho nên những con này nó vào trên, nó bước vào cái đoạn kênh trên tiếp tục xuống đi lên, anh chị mình thấy không, liên tục là những trạng thái duy trì xu hướng tăng. Và thường ví dụ như góc nhìn của em á, nó sẽ đâu đó sẽ bước lên cái vùng quanh 130, 135 nè, để vào đây nó tạo tiếp tục một cái nền số 3 thì anh chị mình nên canh những điểm test lại thì mình nên mua. Đấy, ví dụ như em trong ngày có mấy hàng bên mình thì hàng thứ nhất là cái lượng mua trong tuần rồi á, em hướng dẫn anh chị mình FPT nó đã về tài khoản rồi thì tuần sau mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh chị mình điểm mua số 2 để cái target đầu trước mắt là sẽ về 130 tạo một cái nền số 3, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị mình điểm mua số 3 tiếp tục ở trong một cái nền trên. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên trong giai đoạn này không phải là dễ đánh đâu anh chị đó, tại vì bản chất thị trường nó chưa vào những cái trên tăng trở lại và nó chưa có những điểm xác nhận là dòng tiền mới, cho nên vì thế anh chị mình tránh cái hạn chế cái việc mà mình mua lan man. Và mình thấy rất rõ những cổ phiếu như MWG cũng vậy nè, những cái điểm mà ví dụ anh chị mình có tham gia trong tuần vừa rồi đi thì đa phần những cái điểm mua anh chị mình hàng về đều có lại, những cái trạng thái xung lực dòng tiền vào cực kỳ tốt, đó là dạng những cổ phiếu kênh trên đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó riêng với những cổ phiếu như mà WG thì đây là một cái mẫu hình trạng thái về sideway up, mọi người lưu ý á, thì với những cái mẫu hình trạng thái về sideway up á, nó sẽ có một cái điểm quan trọng nhất chính là cái điểm xác nhận bước vào một quá trình tăng tốc, lưu ý kỹ. Thì với một cái điểm xác nhận bước vào quá trình tăng tốc á, nó sẽ có hai dạng, một là nó sẽ xét cái biên trên, nghe xét cái biên sideway trên nè, hai là gì, hai là sẽ test rũ lại và sau đó xác nhận cái điểm dòng tiền bước lên. Thì đó là hai điểm mà anh chị mình nên theo dõi với những cổ phiếu như là MWG, nó cần một cái phiên xác nhận mở biên, thì đó là cái phiên mà em nói chị mình có giá nào anh chị mình cũng nên mua cổ phiếu MWG. Anh chị nó có hàng sẵn tập trung những cái điểm đánh gia tăng, anh chị nào chưa tham gia canh những cái điểm mở biên xác nhận dòng tiền đó chị mình đánh, tương tự với cách mà em đã từng đánh với những cổ phiếu như SHB trong cái giai đoạn mà năm 2023 anh chị. Ví dụ anh chị nào đã từng tham gia với em trong năm 2023 mà đó một cái mô hình sideway up của những cổ phiếu như là SHB này thì anh chị mình thấy rất rõ, ví dụ đây là cái biên sideway up của những cổ phiếu như là SHB này, anh chị mình thấy không, nghĩa là trạng thái cuối quá trình sideway up thì nó sẽ là một trạng thái siết biên, nó gọi là cái vùng mà tổ chức họ gom những cái lượng hàng cuối cùng ở những vùng giá rẻ nhất trong một cái biên sideway up trước khi sau đó họ xác nhận một cây mở biên này. Anh chị thấy những trạng thái cổ phiếu không, đây quá trình siết biên này rủ này, bắt đầu xác nhận dòng tiền vào bước trên đi lên nên điểm xác nhận dòng tiền, xác nhận dòng tiền nó vào một cái quá trình tăng tốc thì đây là trạng thái mở biên, khi mà nó mở biên đi lên tăng tốc mọi người có thể kiếm được đâu đó trung bình là khoảng tầm 20% với những cái mẫu hình này, mọi người lưu ý á. Đấy, trên thường những cổ phiếu MWG và FPT thì nó thuộc dạng là những cổ phiếu nó có những câu chuyện riêng lẻ, ví dụ như riêng FPT đi thì câu chuyện của doanh nghiệp này thì em nghĩ bây giờ anh chị mình lên báo đài, lên truyền thông media anh chị mình cũng đều biết là xung quanh cái câu chuyện về công nghệ, xung quanh cái câu chuyện về AI, ai ký kết với một cái tập đoàn rất to rất lớn là Nvidia, đâu đó một cái dự án khoảng tầm 200 triệu đô. Còn riêng một vài cái doanh nghiệp như MWG đi thì cái câu chuyện lớn nhất ở đây á, thì trong năm nay của doanh nghiệp MWG chính là câu chuyện về việc bán vốn và IPO Bách Hóa Xanh, thì nó những câu chuyện riêng lẻ của doanh nghiệp bên trong đấy. Cho mình lưu ý á, bản chất ở đây không phải là sóng dòng sóng ngành gì đâu, nó chỉ những cổ phiếu trụ, những cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện riêng, sự phát triển tăng trưởng của doanh nghiệp thì họ sẽ có những câu chuyện đánh lên. Quan trọng nhất anh chị mình nhìn được yếu tố dòng tiền xung lực đi lên. Khi mà mình đối chiếu với VN Index thì hôm tuần rồi cũng đã nói chị mình rất kỹ, có nghĩa là anh chị mình thấy không, những con như MWG hiện tại đang đóng cửa vùng giá 54.9 thì tương ứng với thị trường chung thời điểm đó là 1290 đấy, những cổ phiếu này quanh vùng giá 53 mà bây giờ nó còn vượt luôn cái vùng đỉnh cũ á, mà thị trường của chúng ta đang quanh quẩn đâu đấy quanh vùng 1200. Tương tự với FPT cũng vậy nè, đấy FPT ở đây thì chị mình so sánh là gì, hiện tại là đóng cửa của tuần này á, là 123, vùng giá cao nhất ở giai đoạn trước đó là 118, thì thị trường của chúng ta bao nhiêu, 1290, bây giờ thị trường cũng quanh 1200 nhưng mà những con này anh chị mình thấy em đã bứt cái vùng đỉnh cũ rồi, thì thể hiện là gì, cái xung lực nó mạnh hơn so với thị trường, cho nên giai đoạn này thị trường chưa có trạng thái bứt vào cái trên tăng trở lại thì em nói chị nè, nếu như mà muốn mua muốn giải ngân nên đánh theo cái dạng số 1 là cái dạng mà gì, kênh trên xu hướng lên và có điểm xác nhận dòng tiền mới đi vào, nó cực kỳ an toàn. Nhiều anh chị mình có tư duy là gì, mình thấy cổ phiếu này giá cao thì anh chị mình ngại cho cái việc mình mua, nhưng nguyên tắc đầu tư của em khi mà đã đánh theo xu hướng dòng tiền thì những cổ phiếu trông có vẻ giá cao nó sẽ càng có giá cao hơn, còn những cổ phiếu trông có vẻ giá rẻ
em nói chị mình là những cổ phiếu như DG, đó là những cổ phiếu diện hai. Anh chị mình chỉ nên đánh là ăn T cộng 7-5% gì đó, bắt cây hồi về có lãi nên tốt tiền vào túi. Còn để mà em nói chị mình cho mà anh chị mình đánh cầm 4-5 tuần với những con này nha, chưa chắc nó đã đi lên bằng những cổ phiếu như FPT. Anh chị biết vì sao không? Tại vì đây bản chất là những cổ phiếu này trong ngắn hạn nó bị giảm một cái biên độ quá lớn, thì khi đó đồng nghĩa một cái việc một cái lượng cung rất lớn của nhà đầu tư bị kẹp hàng ở những vùng phía trên. Cho nên khi mà những con này nó hồi lên á thì chị phải luôn luôn có một cái lực cầu nó bán xuống không, mặc dù nó là hồi phục kỹ thuật trong tuần rồi nhưng mà nó quay đầu trở lại test lại ngay. Anh chị mình mua mình rất khó để mình có lãi lớn được trong thời gian ngắn hạn, lưu ý anh chị ha. Cho nên ở một góc độ nào đó anh chị mình so sánh là những con như DG ở đây nó vận động tương tự với thị trường 1290, những con này vùng giá 34, thị trường bây giờ một quanh 1200 thì những con này quanh vùng giá 27, thì tức có nghĩa nó tương đồng với thị trường chung, thì mình không ưu tiên để cho anh chị mình đánh ở trong cái dạng này. Cái mình chỉ nên đánh những cổ phiếu này khi nào thị trường vào cái trend tăng trở lại thì anh chị mới nên đánh anh chị nhé. Còn lúc này em nói chị mình là chị đại mà đại cát tìm vàng thì phải chọn cho mình được những viên ngọc, phải chọn cho mình được những cái hổ vàng thì ở đó anh chị mình nên đánh. Còn nếu không chọn lọc được thì em nghĩ chị mình nên chờ đợi hơn là cái việc mà anh chị mình mua lan man, mua bừa bãi, mua bậy bạ là rất dễ dính vào những cái khoản lỗ ngay khi mà hàng T cộng chưa về là lỗ nhiều cổ phiếu lắm anh chị, chứ không phải riêng về những cổ phiếu mà em vừa chia sẻ đâu. Đấy. Cho nên đoạn này cá nhân em thì mình đã định hướng cho anh chị mình rất kỹ từ cái ngày thứ năm của tuần rồi là những cổ phiếu, ví dụ anh chị mình thấy không, sẽ có hai dạng cổ phiếu mà người nên chú ý ở điểm này. Và em nói cái nhịp hồi của tuần này á là cái hiệu ứng của quả bóng rơi, nó hồi lên nó sẽ giật lại, mọi người lưu ý. Cho nên vì thế cái target nhịp hồi là quanh vùng 1220 thôi, thì đó là cơ hội tốt nhất cho anh chị mình có kẹp cổ phiếu sâu, mình nên cơ cấu và tập trung vào những cổ phiếu kênh trên, tập trung chờ đợi những cơ hội lớn, những cổ phiếu có dòng tiền thì mình hãy đánh vào đó. Đừng có mua những cổ phiếu trông có vẻ giá rẻ, nó càng có giá rẻ hơn. Một cái nguyên tắc là những cổ phiếu kênh dưới là những cổ phiếu yếu, thì mình không có đánh vào những cổ phiếu yếu. Trên chiến lược an toàn của em ở đây mình nói chỉ mình là những cổ phiếu kênh trên cơ bản tốt, tập trung được vào cái xu hướng tăng qua những cái nhịp giảm 100 điểm của thị trường như là FPT xác nhận dòng tiền vào chị mình đánh. Ngoài ra có một lưu g hoặc dòng ngân hàng em đã lên chiến lược cho anh chị mình rất kỹ. Còn những cổ phiếu ví dụ như biên giảm sâu 20-30% nó hồi lên 5-7%, anh chị là nhanh nhạy thì bắt T cộng, còn không nhanh nhạy đừng vào những cổ phiếu này. Mọi người lưu ý nha, cho nguyên tắc của em là mình đánh những cổ phiếu xu hướng theo dòng tiền thì bắt buộc phải đánh kênh trên. Còn mà anh chị mình đánh những con kênh dưới á, em biết điểm mua mà em biết được cái điểm nó hồi đó nhưng em không cho anh chị mình mua, sợ anh chị mình mua sau này mình quen tay với cái việc mình bắt đáy thì nó sẽ bị lỏng đi cái phương pháp và nó không có tuân thủ cái chiến lược mình đánh. Lưu ý kỹ anh chị nha. Đấy. Cho nên kiếm tiền bền vững là phải kiếm tiền được từ cái hệ thống của mình, kiếm được bao nhiêu cũng được, ví dụ FPT lại 3-4-5% cũng được, nhưng mà mình tự tin với những cái điểm mua ở kênh trên. Anh chị thấy mua giá cao nhưng hàng về vẫn có ăn. Đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó đó là sự khác biệt mà anh chị phải nhận diện được. Còn khi mà bây giờ chúng ta quay trở lại với câu chuyện của thị trường chung, một cái điều mà rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình đặt cho em một câu hỏi cũng như sự khắc mắc của đại đa số đám đông lúc này là gì, liệu ngày thứ sáu vừa ra một số cái yếu tố thông tin liên quan đến cái biến động của chính trị sẽ ảnh hưởng như thế nào đến xu hướng vận động của VN-Index. Đấy, thì em cũng sẽ giải đáp cho anh chị mình rất kỹ bản chất những thông tin này, những tin tức này mà anh chị mình biết được, mình đọc được trên truyền thông media, thì em nói chị mình luôn những thông tin đó chúng ta đang là những người biết cuối cùng, cho nên là cái độ hiệu nghiệm của thông tin nó sẽ không còn lớn. Cái quan trọng nhất riêng với thị trường chứng khoán á, là một thị trường luôn luôn như gì phản ánh trước. Còn đôi khi em nói chị mình tuần này thứ sáu mà nó ra tin á, bản chất ngày thứ sáu buổi chiều sau kết phiên là ra tin á, thì đôi khi đây là những cái vùng đáy trong ngắn hạn của thị trường chung. Đấy. Còn riêng với cái góc nhìn của cá nhân em á, ví dụ như anh chị mình biết là gì, sau một cái phiên giảm 60 điểm này thì mình cũng nắm bắt được một vài cái thông tin đấy, thì mình thấy sự phản ứng của thị trường nó bị bán có lượng lớn. Cho nên ở một góc độ nào đó em rất quyết liệt cách đây khoảng 2 tuần để hướng dẫn cho anh chị mình xử lý cái danh mục, xử lý cái cổ phiếu khi mà mình sai về cái quan điểm. Thời điểm này em nói rõ là quan điểm em là thị trường đi lên, nhưng mà bất ngờ biến cố về cái sự thông tin chính trị thì đâu đó anh chị mình thấy không, nó bị gọi là thiên nga đen đi, thì nó bị bán khối lượng lớn, thì em cũng phải có một cái chiến lược đưa ra cho anh chị mình nó khách quan. Cái trạng thái mà 10% kịch bản xấu nhất có xuất hiện á thì mình cũng phải xử lý, và em rất quyết liệt trong việc mình xử lý. Tại vì mình thấy cái thông tin nó ra nhưng mà nó bị bán thiệt thì mình phải xử lý ngay. Còn đến bây giờ mà em nói chị mình cầm á mà vì mình đã lỗ đâu đó khoảng tầm 10 15 20% mà không tin mà nó ra rồi á, thì đôi khi đó là những cái vùng đáy của thị trường chứng khoán. Đấy, ví dụ như đây là kịch bản rất là tương đồng trong cái giai đoạn của năm 2021 nha. Em đang thấy kịch bản rất tương đồng anh chị, và nó cũng có một điểm hay là gì, cái tin nó ra ấy, nhưng mà nó cũng hợp thức với cái việc là anh chị mình đang có một cái kỳ nghỉ lễ tương đối dài. Ví dụ như xét ở góc độ về thị trường chứng khoán nha, chúng ta sẽ nghỉ từ thứ bảy cho tới thứ năm của tuần sau mới bắt đầu giao dịch trở lại,
Thì đôi khi đó là một cái khoảng thời gian tương đối dài để đâu đó là cân bằng và ổn định tâm lý nhà đầu tư trước khi mở phiên giao dịch vào ngày thứ năm, cũng rất là hay. Cho nên tổ chức họ chọn cái thời điểm mà ra cái media cũng rất là hợp lý anh chị. Đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó, trên với góc nhìn của em á, thì bản chất thông tin thì nó không phải còn quá quan trọng đâu, mà nó cũng không phải là một yếu tố về về thông tin bất ngờ. Quan trọng nhất là có sự phản ánh chiết khấu giảm đó khoảng hơn 100 điểm của VN Index ở trong vận động của tuần trước. Đấy. Còn lúc này chúng ta phải có những góc nhìn khách quan. Vùng này là vùng mà em nói chị mình, em không có tiêu cực về thị trường. Mình cũng đưa cho anh chị mình cái góc nhìn nó rất rõ ràng. Ví dụ anh chị muốn mua, nên mua con gì? Nên mua những cổ phiếu kênh trên, đừng đánh lan man. Em nói chị mình những cổ phiếu kênh dưới mà nó giảm sâu á, rất mất thời gian cân bằng để đi lên trở lại. Em có ví dụ cho anh chị mình xem rồi, mọi người thấy những cổ phiếu ví dụ như là đất xanh không? Những con này bây giờ làm sao mà lên trở lại ngay anh chị? Khi một cái lượng nhà đầu tư kẹp rất lớn anh chị mình thấy không? Một cái vùng mà nó đi cái biên đi ngang nó gãy khủng nền. Thì đây là cái lượng hàng nhà đầu tư kẹp rất nhiều ở trong vùng nền này. Thì bây giờ mà em nói chị mình để muốn đi lên á, thì nó phải cần thời gian là tổ chức họ gom lại hấp thụ hết những cái lượng hàng nhà đầu tư ở đây bán ra này. Tương tự với đất xanh trong giai đoạn của năm 2021 á, em vừa chia sẻ anh chị mình á, ví dụ đây cái vùng nền của cổ phiếu nè, sau đó nó bị gãy cái vùng nền anh chị mình thấy không, thì nó phải mất một khoảng thời gian đâu đó khoảng vài tháng trời để tổ chức họ gom lại hàng, thì hy vọng nó mới có một trend đi lên mới. Cho nên em nói chị mình không khuyến khích cho anh chị mình cái việc mà mình vào mình bắt những cổ phiếu kênh dưới là như thế, tập trung đánh vào những con kênh trên, những cổ phiếu mà anh chị mình thấy không, trong có vẻ giá cao nhưng mà ở đây có ai kịp hàng đâu, đây là những cái vùng giá có thể gọi là cao nhất trong thời đại của cổ phiếu á, lưu ý mọi người ha. Cho nên ở một góc độ nào đó cái kịch bản của em đưa ra cho VN Index thì bản chất ở đây là mọi người đây có mở gap nè, cái nhịp hồi nó cũng về quanh cái biên target mà em đưa ra trong cái việc trong cái quả bóng hồi phục á, thì đâu đó ví dụ như trong tuần sau đi khi mà mở phiên thứ năm á, cái việc mà trường có phản ứng mà phản ứng về tâm lý của nhà đầu tư là việc rất bình thường, tại vì đây là cái vùng gì, vùng cầm máu của thị trường chung, cái đánh giá đây là cái vùng biên thị trường cân bằng và mình thấy nó sẽ không hiện tại nha, thời điểm hiện tại ví dụ ngoài tin tức nó ra đã phản ánh rồi cái biên giảm nó khoảng tầm 100 điểm, hơn 100 điểm của thị trường chung, cho nên là mình chưa thấy được một cái gì gì một cái yếu tố nào đó nó xấu hơn nữa để nó làm một cái động lực cho thị trường rơi tiếp. Đấy, nhiều anh chị mình ở đây mình có góc nhìn tiêu cực về thị trường mà nói nào là thị trường nó rơi về 900 về 800 đúng không? Đấy, nhưng mà với góc nhìn của em á thì mình chưa thấy được cái thông tin nào nó quá xấu hơn, thông tin nào nó mới hơn và nó rơi tiếp cho cái động lực của thị trường đi tiếp. Đấy, cho nên mình đánh giá đây cao, đây là cái vùng cân bằng của thị trường chung và trong cái vùng cân bằng này nè, nó thường sẽ có một cái phiên gọi là phiên rũ cuối. Mọi người lưu ý á, cái kịch bản trong giai đoạn của năm 2021 á thì nó rất tương đồng thôi, vào giai đoạn tháng 7 á thì ở đây nè anh chị mình thấy nè, đây là cái giai đoạn mà thị trường nó có một cái biên giảm rất sâu nè, một vài cái yếu tố thông tin về liên quan đến dịch bệnh Covid ở Hồ Chí Minh anh chị nha. Và sau đó anh chị mình thấy nó cũng có một cái vùng gọi là vùng cầm máu, thì em gọi đây là vùng cầm máu nè, đây vùng cầm máu là vùng cân bằng trở lại của thị trường chung này. Thì thời điểm này của thị trường hiện tại đánh giá nó tạo cái vùng cân bằng rõ test 3-4 đáy là bình thường, tại vì cái biên rơi trước đó là biên rơi quá lớn. Đấy, mà thường trong cái vùng cân bằng nó sẽ hay có những cái điểm gì, điểm rũ cuối mà nó tận dụng thông tin là những điểm ép tâm lý nhà đầu tư đó. Ví dụ đây là cái phiên ngày 19 tháng 7 đi, thì anh chị mình cũng thấy rất rõ ràng là gì, là một cái phiên mà em nhớ không nhầm buổi tối ngày hôm đó Dow Jones rơi khoảng tầm 800 điểm, buổi sáng ngày hôm sau VN Index mở gáp ra rũ một cái, anh chị nào yếu bóng vía cây này phát hàng ra bán ngay đấy luôn nè, em sau hồi phục trở lại là tạo luôn cái stopping volume 3 test lại hai nhịp ba nhịp rồi bắt đầu đi lên vào trên tăng luôn đó. Mọi người lưu ý ha. Đấy, cho nên ở một góc độ nào đó cái vùng này cái vùng cân bằng của thị trường chung, cho nên mọi người đừng có đánh lan man. Thời điểm này ví dụ này, đây là thời điểm mà em vẫn nhớ nè, thời điểm này bắt đầu những cái phiên mà bắt đầu hồi lên đó là có những cổ phiếu nó đã tạo đáy được trước thị trường chung, anh chị mình biết con nào không? Thời điểm này em nhớ rất rõ là con Hà Đô, tại vì thời điểm đó là thời điểm mà bắt đầu chuẩn bị cho một con sóng của dòng bất động sản đấy, thì con Hà Đô là cái con mà tạo đáy trước và có dòng tiền vào trước, anh chị mình nhìn nè, ví dụ ở đây anh chị mình ha, thị trường rơi đâu rơi đâu nó giống không, nhưng chẳng hạn cổ phiếu này giữ trên tốt là thị trường rơi nó không rơi, thị trường hồi anh chị mình em những con này nó bật dòng tiền vào là dòng tiền vào đầu tiên nó bứt trên đi lên xu hướng và xung lực cực kỳ khỏe, lưu ý đấy. Trên đoạn này anh chị mình thấy những cổ phiếu nào mà tạo được vùng cân bằng trước nè, những cổ phiếu nào mà giữ giá trước nè, giữ giá tốt giữ kênh trên được á, thì đó là những cổ phiếu hàng đầu trong một cái chu kỳ tiếp theo, còn những con nào mà rơi sâu rơi mạnh ví dụ thời điểm này anh chị mình biết dòng nào rơi sâu không, chính là dòng cổ phiếu của dòng ngân hàng á, là nó kết thúc chu kỳ, dòng ngân hàng trong thời điểm năm 2021 sau quá trình chạy nước rút kết thúc chu kỳ, ồ nó rơi dã man luôn anh chị mình thấy không, ở đây là thị trường giảm nó đau đau dã man luôn chị đau khiếp không, ví dụ Liên Việt rồi điểm này sau quá trình chạy nước rút phân phối nè nó rơi đó khoảng tầm 30%, thì thường mà rơi trên 15% là biên rơi lớn à, thì sau đó anh chị mình nhìn nè cả một cái chu kỳ ở đây là dòng bất động sản nó vào trên vào sóng, nhưng mà riêng với cái dòng ngân hàng thời điểm này là nó không còn sóng nữa, cho nên thị trường tăng nó chỉ nằm ở kênh dưới nằm biên dưới so với vùng đỉnh cũ đó, thì nó không phải là cơ hội cho anh chị mình đánh, mình nhìn lại xem mấy danh mục của mình có phải những con nào đang nằm ở kênh dưới như thế này biên rơi lớn á,
nên tập trung cơ cấu đi. Đấy, tập trung đánh vào những con nó mạnh hơn, nó mới tối đa hóa được cái danh mục của tất cả những chị nhà đầu tư mình. Đấy, còn cái vùng này thì cái động lực đi thị trường nó rơi tiếp á, em đánh giá là không còn, không còn anh chị nhé. Tin tức thì nó cũng chưa có tin nào đó nó quá xấu nữa, tại vì mặt bằng chung ví dụ như đoạn này đi, nó có một vài yếu tố, nhất là về biến động thông tin chính trị, cái thứ hai là về mặt bằng của tỷ giá nó cao thì ngân hàng nhà nước cũng tính phiếu đó, cho nên với những thông tin bán đô la để cân bằng là cái tỷ giá thì cũng đã cân bằng rồi. Cái yếu tố tiếp theo á, là anh chị thấy bây giờ chủ yếu là cái tỷ giá nó sẽ tạo một cái vùng giá mới, nghĩa là bây giờ chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn với một cái vùng tỷ giá đó sẽ loanh quanh 25.000 đô liên tục, thế nó tạo vùng giá mới, nó không còn tin nào nó xấu hơn đâu. Ví dụ khi nào mà tỷ giá lên 27.000, 26.000 gì đó thì nó mới có một cái động lực khác để ngân hàng nhà nước họ có những chính sách để họ điều tiết kìm hãm lại. Còn bây giờ nó đang quanh, em nghĩ là đánh giá rất cao trong thời gian ví dụ 6 tháng 1 năm nó sẽ quanh cái vùng 25 này. Đấy. Cho nên mình lưu ý vùng này cũng là vùng cân bằng của VN Index sau giai đoạn giảm điểm vừa rồi. Thì bản chất cái vùng cân bằng này thì mọi người cũng thấy rồi, những ai cần bán, những ai cần cắt lỗ, những ai cần cầm tiền thì cũng đã cầm tiền rồi. Cho nên thị trường nó sẽ tạo một cái vùng cân bằng và động lực rơi sẽ không còn, đa phần nhau tới thời điểm này em nói chị mình từng rồi từng này mà mọi người có bán ra đa phần là bán những vùng giá thấp và không có quay giá mua trở lại với những cái cổ phiếu. Đấy. Cho nên cái vùng cân bằng này nè là cái vùng mà nó sẽ tạo sự lôi kéo những nhà đầu tư cầm tiền bán cổ phiếu giai đoạn vừa rồi tham gia quay trở lại mua thì nó mới còn động lực giảm thêm á chị. Còn bây giờ đa phần nhà đầu tư cầm tiền thì bản chất những cái lượng cung bên ngoài nó cũng không còn nhiều để mà tổ chức họ bán. Mình thấy động thái rất rõ, nhìn vào những con FPT nè thì mình biết được à, thị trường này chứ em nói chị mình trong ngắn hạn là nó cũng yên tâm rồi đó. Nhìn cái trạng thái dòng tiền nó vào FPT nhé này, không phải là đơn giản. Mọi người lưu ý nha, ví dụ à, tiền nó vào những con kênh dưới đi thì góc nhìn của em mình còn nghĩ thị trường này nó còn tiêu cực. Còn mà em nói chị mình tiền nó vào FPT, ví dụ như hôm trước em cũng đã nói chị mình trong room rất kỹ đúng không? Ví dụ ở đây nè, ví dụ ngày thứ tư em nói chị mình nay cái FPT dòng tiền mới vào nè, những cổ phiếu đầu đàn của VN Index nè, thì mấy thị trường mình dần dần tích cực trở lại rồi anh chị. Cái chí ít là em nói chị mình trong ngắn hạn cũng sẽ không còn những biên độ rơi lớn như là từng trước đó nữa. Cho nên ở một góc độ nào đó, ví dụ thông tin tức ở vùng này thị trường hãy đi tăng giảm trong cái biên thôi. Ví dụ có thể là cái biên của thị trường là quanh 1.220, 1.170 sẽ lên xuống test cung test cầu trong cái vùng biên này, ví dụ ba đáy bốn đáy gì đó, thị trường sẽ có những trạng thái xác nhận dòng tiền ở phía sau để đi lên. Trên vùng này em nói chị muốn đánh á phải chọn những con mạnh hơn thị trường, những con có dòng tiền, đừng đánh những con yếu hơn hoặc là như thị trường chung là mình không nên lựa chọn. Ngoài những cổ phiếu ví dụ MWG, FPT này thì chị mình nhìn những ông kênh trên nó khỏe không, những con này trông có vẻ giá cao nó vẫn lên, ví dụ GMD rồi là dự danh tốt kênh trên vẫn đi lên, mọi người mua hàng về vẫn lãi chứ, lưu ý kỹ ha. Đấy, ví dụ ngoài những cổ phiếu này ra đi thì em cũng thấy được những cái kịch bản của những cổ phiếu dụ dòng ngân hàng. Ngân hàng mặc dù giai đoạn vừa rồi là gì, mặt bằng chung mà nó giảm điểm ít hơn so với các dòng cổ phiếu khác, tại vì đó là dòng dẫn dắt anh chị. Và em thấy được cái trạng thái tín hiệu của dòng dẫn dắt ở đây á, nó không bị phân phối. Cho nên trong cái vận động của giai đoạn tới á, để mà mình biết được à, thị trường khi nào tạo đáy hoặc là thị trường khi nào đi lên thì cái dòng ngân hàng cũng chính là một trong những cái tín hiệu kim chỉ nam để chị mình theo dõi. Ví dụ tuần sau tin xấu ra, những con như mà ACB nó phản ứng, nó rũ cúi rút chân lên xác nhận dòng tiền sau đó đi lên thì biết là thị trường này có luôn cái vùng đáy rồi đó anh chị. Đấy. Cho nên mọi người nhìn kỹ và theo dõi kỹ những cổ phiếu ngân hàng kênh trên nha, ACB nè. Em nói chị mình những con nha ACB mọi người có mua đu ngay vùng đỉnh nó cũng không giảm bao nhiêu đó, 5-7% là cùng anh chị. Trong những cái vùng này thì mình thấy không, những cổ phiếu ngân hàng nó đang là những cái trụ vững tương đối chắc dành cho VN Index. Chứ em vừa nó rơi bên gì mà em nói gì định vừa rồi, mọi người ai mà có kẹp cổ phiếu ngân hàng gọi là gì, là rồi khỏe nhất thị trường, gọi là dễ gỡ nhất thị trường luôn. Đấy. Cho nên trong danh mục khách hàng thì có những cổ phiếu dòng ngân hàng em vẫn cầm lại cho nhóm. À, ví dụ những cổ phiếu ACB nè, BIDV nè, anh chị thấy vẫn trong cái biên sideways nha. Những con này không bị đau chen và nó không bị bán tháo. Đấy, cũng không có yếu tố phân phối. Nó vẫn trong cái biên sideways rõ ràng anh chị. Dù mình nhìn vào những con BIDV mà ai nói con này đau chen phân phối thì em chưa đánh giá cao. Mọi người thấy rõ ràng nhé, kiệt thanh khoản là kiệt volume. Đấy, thì quan trọng nhất những con này mà có điểm xác nhận dòng tiền quay trở lại, con nào dòng tiền vào trước, mọi người đánh trước. Dù tuần rồi MWG, FPT gì đó thì chị mình tập trung. Tuần sau dù test lại cũng mập lưu gửi BT chị mình canh thêm, canh mua thêm anh chị. Đấy, những con ngân hàng cũng vậy, CB, BIDV con nào tiền vào trước đánh trước. Ngoài ra những con như Techcom đi cũng là những cổ phiếu mạnh anh chị mình thấy không, mọi người có kẹp những cổ phiếu như Techcombank em cho anh chị mua giá 47 luôn thì bây giờ nó quanh 46.6 thì nó cũng quanh vùng giá phố, cho có nghĩa là những con này những con xung lực cực kỳ mạnh. Một cái phiên thị trường giảm 60 điểm, những con như Techcombank anh chị mình thấy không, nó quay trở lại nó lắp luôn cái cây giảm ngay, thì đồng nghĩa anh chị là có kẹp bị dính trong cây bull trap rồi nè, tổ chức vẫn cho anh chị bán ra giá cao. Tại vì những con như Techcom á, câu chuyện nó vẫn còn. Câu chuyện về doanh nghiệp tăng vốn nó vẫn hiện hữu, tỷ lệ chia 1:1. Lưu ý kỹ á, trên thường mà em nói chị mình trước giai đoạn mình chia cổ tức á, tổ chức nó phải luôn đợi giá, tất đặt đẩy giá đi lên để tạo cái động lực cho cổ phiếu á chị. Cho nên những cổ phiếu như mà Techcombank nè, đây là trạng thái mẫu hình gì anh chị? Nền tảng trên nền tảng. Đấy, nền số 1 nè, sau khi vào trên tăng nè. Nền 1 nè, nền 2, nền 3 nè, những cái trạng thái những cái nền tảng giá như này á. Thì chị mình lưu ý những cổ phiếu sẽ rất mạnh cho một cái giai đoạn tiếp theo.
Em đã lên những cái danh sách top những cổ phiếu mà mọi người cần tập trung đánh trong giai đoạn tới, những cổ phiếu kênh trên, thì Techcombank cũng chính là những cái siêu phẩm mà anh chị phải chú ý trong thời gian tiếp theo. Trên cái cách tổ chức họ đánh như thế này thì bản chất những con như Techcombank hoặc dạng là những cổ phiếu rất mạnh là bây giờ riêng với những con này chỉ cần chờ gió đông thôi, dù cái tích cung nè, dù đôi khi từng sau này tiền xác nhận vào nó chị mình đánh tiếp đấy, con nào có dòng tiền vào chị mình đánh. Thị trường này em với góc nhìn của em là góc nhìn khách quan, mình đánh theo tín hiệu của thị trường chung đấy, những cổ phiếu yếu nên cơ cấu, những cổ phiếu mạnh nên tập trung đấy, chứ không phải là mình đi tiêu cực với thị trường anh chị đấy. Bây giờ thông tin tin tức mọi thứ nó ra hết, nó phản ánh hết rồi, thì mình phải có những yếu tố mình đánh ngược lại. Lưu ý một vài cái vận động ví dụ như VIP đi, trong room em vẫn cho anh chị mình cầm, vùng này nó rủ là kiệt volume mà nè, về một cái vùng cân bằng này đấy. Thì nhìn về xu hướng trong ngắn hạn thì VIP nó bị xu hướng giảm nha, nhưng mà đang bị yếu á, cho nên ở một góc độ nào đó ví dụ những trạng thái ví dụ tách cơm mà tiền nó xác nhận vào em chuyển đổi cho anh chị mình qua đánh luôn tách cơm, hoặc là ACB xác nhận vào đánh ACB, BIDV xác nhận đánh tiếp BIDV hay. Còn những cổ phiếu còn lại mình chưa đánh giá cao à, đâu đó ví dụ có SHB đi, có SHB ở đây nè, thì anh chị mình nhìn về vận động cổ phiếu của SHB là tạo cái vùng biên cân bằng đáy nè, con này cân bằng trước thị trường là một đáy hai đáy nè ba đáy nè, dù nó có một điểm check out là hôm trước đúng cái cây giảm 60 điểm nó sẽ rủ lại kỳ thanh khoản để mồi dòng tiền. Cái ngày bao nhiêu ta, cái ngày hôm qua là ngày à, ngày hôm thứ năm thứ sáu chứ em xin lỗi, là cái ngày mà em thấy SHB nó có điểm mồi dòng tiền, cho nên đây cũng là cổ phiếu chị mình nên lưu ý. Em thì bản chất mình vẫn có góc nhìn đánh giá cực kỳ cao cái dòng dẫn dắt là dòng ngân hàng, cho nên nhịp tới mình cũng chị mình đừng có bỏ qua cái dòng này, dòng hàng đầu ở thời điểm này là tập trung là đánh dòng dẫn dắt là cái dòng ngân hàng mọi người nha. Đấy, những cái trạng thái nó quay về nó test cung test cầu được cân bằng được kiệt thanh khoản như SHB mà có điểm mồi dòng tiền vào rất đáng lưu ý. Ngoài ra có EIB cũng vậy, EIB con này nó có câu chuyện riêng lẻ anh chị. Ê, từ vừa rồi nó cũng vừa ra tin về việc chia cổ tức á. Thì những cổ phiếu ví dụ như EIB đây điểm spring rõ ràng đây điểm rũ cuối nè, anh chị mình bật cái chạc tuần ra thấy rõ nè, đây điểm stopping volume 3 đó anh chiều từng học về stopping volume 3 nè, cái giảm là cái hồi nè, thì đây cái rũ cuối đó, cho nên những cái điểm cổ phiếu ví dụ như là EIB thì thường nó hồi lên về cái vùng nền sẽ có những điểm test lại, thì sau quá trình test lại là xác nhận dòng tiền sẽ bước vào cái pha đê anh chị nha. Cho nên con EIB cũng là một con rất là hay trong cái giai đoạn của năm nay mà chị mình nên theo dõi kỹ. Đấy, nó lắp được cái cây giảm 60 điểm là rất mạnh đó, chứ không phải là vừa đâu chị nhé. Đấy, thì đó là xung lực bản chất và bằng chung của dòng ngân hàng. Những cổ phiếu ví dụ MB đi, MB cái biên giảm biên biên chỉnh này ví dụ nó cũng hơi rác, cái biên nó cũng hơi rác anh chị. Cho nên cổ phiếu MB nghĩ sẽ đoạn này nào, dịp tới sẽ lên sâu. Những con ví dụ gì giá tốt nha, CB nè, những cổ phiếu ví dụ như là BIDV và Techcombank là phải lưu ý hàng đầu với những cổ phiếu kênh trên giữ giá của dòng ngân hàng. Anh chị thấy vùng này rung lắc rất nhiều nhà đầu tư muốn bán đúng không, anh chị bán ra đều được chốt lãi cả, chứ hôm nay bán cắt lỗ những cổ phiếu tech cơm nó vùng này quanh vùng giá được rồi, vùng giá cao nhất của những cổ phiếu tech cơm rồi, cho nên mọi người trong room em vẫn cho anh chị mình nắm quyết liệt với những cổ phiếu Techcombank, không có bán ra gì trong giai đoạn này đó, giảm 100 điểm con này vẫn giữ được vùng giá 4647 là rất mạnh đó anh chị nhé. Đấy, còn lại những cổ phiếu còn lại ví dụ dòng bông sản, dòng thép, dòng chứng khoán thì em nói rồi, mọi người có mua có bắt có đánh á, thì ai nhanh nhạy đánh tơi cọc, còn em thì mình chưa đánh giá cao tại biên rơi nó lớn quá. Những cổ phiếu biên rơi lớn giảm lớn ví dụ như VND đi, thì đây là hiệu ứng gì, quả bóng rơi hồi trở lại, ai nhanh nhạy bắt tơi cọc về ăn có lại chủ động. Còn bản chất những cái biên mà rơi sâu như thế này nè thì nó không phải là cái chuyện cái nó vào sóng đâu anh chị, lưu ý kỹ nha, mà phải phân biệt được kênh trên kênh dưới hồi phục và bùng nổ, nó phải khác biệt ở nhau là cái xu hướng. Ví dụ FPT đây là bùng nổ, còn VND đây là hồi phục, chỉ là phân biệt được nhận diện được thì mình sẽ đánh giá trong giai đoạn tới là mình sẽ chọn được luôn luôn chọn những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường. Thì đó là gì em chia sẻ rất kỹ tới tất cả anh chị nhau tụi mình, cho nên cái đoạn này của thị trường chung á, đây cái vùng thị trường sẽ bắt đầu tạo trạng thái cân bằng rồi, cầm máu rồi, thông tin tin tức nó phản ánh đang là vùng hấp thụ, gọi là vùng cân bằng hấp thụ của thị trường đấy, cho nên là chị mình mua đừng có đánh lan man, mua tập trung vào những cổ phiếu trên tăng có dòng tiền mới đi vào. Thì những cổ phiếu nào em đã đưa cho anh chị mình rất kỹ trong cái buổi video này, phần còn lại là chờ đợi tín hiệu và sẵn sàng tham gia chiến đấu, lưu ý kỹ mọi người ha. Còn cái động lực để mà thị trường nó rơi tiếp á, em chưa đánh giá cao, tại vì đa số mấy bây giờ hầu như là rất nhiều nhà đầu tư mình gọi là gì, vì mình có bán cổ phiếu thì mình cũng đang cầm những cái lượng tiền trở lại trước những kỳ nghỉ lễ, không ai dám mua trong những kỳ nghỉ lễ trước anh chị đấy, cho nên ở một góc độ nó cái lượng cầm tiền bây giờ nó lớn hơn lượng cầm hàng, thì cái động lực mà đây dựng nó rơi tiếp á nó sẽ không cao, và tin tức nó đang là cái vùng hấp thụ ở trong giai đoạn này, khi nào mà lôi kéo được lượng nhà đầu tư cầm tiền quay trở lại mua hoặc là chị mình tham gia trở lại á, thì thời điểm đó thị trường nó bắt dễ dính vào những điểm bull trap hoặc là những điểm rơi sâu. Còn thời điểm này anh chị mình thấy không, từng rồi thị trường cực kỳ ảm đạm luôn, mặc dù hồi phục nhưng không mấy ai mà mình dám mua những cổ phiếu ấy, dù FPT nó học luôn trong room em kiến nghị chị mình không dám đánh nhiều, không ít anh chị nào dám mua lắm, tại vì giai đoạn này thị trường nó cực kỳ tâm lý đấy, và mình cũng trải qua một cái giai đoạn mà biến động cực kỳ lớn của thị trường, nó giảm hơn 100 điểm thì tâm lý nhà đầu tư cũng sẽ không mặn mà với cái việc mà mua cổ phiếu trong thời điểm này đấy. Nhưng mà với góc nhìn của em, con nào mạnh mình tập trung đánh, con nào yếu mình không quan tâm, con nào kênh dưới bỏ, kênh trên đánh, tập trung đúng những cổ phiếu kênh trên chị mình đánh thì nó tổ hiệu quả sẽ cao hơn đấy.
Cho nên mọi người cứ quan sát thêm những tín hiệu của thị trường chung ha. Thì đó là những gì mình chia sẻ với tất cả anh chị mình. Thì lời cuối cùng cũng chúc cho tất cả anh chị nhà đầu tư mình có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vui vẻ bên người thân và gia đình. Sẽ hẹn gặp lại tất cả anh chị nhà đầu tư mình ở trong buổi video của tuần sau một kỳ nghỉ lễ. Tạm biệt cả nhà.